Bà cho con hỏi bà tên gì dạ? Lê Thị Đặng. Lê Thị Đặng. À, bà tên Đặng hả? À, Lê Thị Đặng. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 77 thì 7. Bà cho con hỏi trong người bà có đau bệnh gì không? Cũng có đau hoài. Đau lè lè hoài. Đủ thứ đau hết. Giờ nhức mỏi đủ thứ. Bà có mua thuốc uống nhức mỏi không? Con không có mua lấy gì có hủ thuốc. Nhức mỏi với lại nhức hai đây nè. Nhức cái lưng này quá trời. Nhức nhiều lắm không bà? Nhức nhiều lắm. Bà cho con hỏi đôi mắt bà làm sao? Hai mắt nó hột cùng nước. Rồi đi mổ không có được. Mổ người ta nên mổ đuôi luôn. Nhà còn cứ thấy mờ mờ rồi trắng trắng đen đen nè. Thôi thôi à. Thấy thôi thôi à. Không thấy. Vậy lâu rồi, nay mười mấy năm rồi. Giờ có thằng con đi mần mướn luôn. Có mình không có con ai, không có đứa nào nữa. Rồi bây giờ trong người bà sao? Hả? Trong người bà giờ sao? Có hào cũng mệt. Hào cũng mệt. Hào cũng khỏe, hào cũng mệt. Có một điều ước mơ bà ước gì? Ước mơ sao mà con mơ đừng có bệnh đau. Cho khỏe được, cái này cứ bệnh đau hoài. Không có con cái cứ bệnh đau hoài. Cũng rầu lắm chú ơi. Đau không có, nó không có lo được của mình. Nó không có mua gì cho mình uống cũng đỡ đi. Nhất cái đây nè, đây nè. Nhất gì lắm, nhất tay này nè, có được. Con chúc bà dồi dào sức khỏe nha. Hả? Nam mô A Di Đà Phật.